bốc hàng chở ra đi lộn hàng ra vô liên tục luôn nha. Đó, ai có cần gì liên hệ hai lúa nha, cửa hàng nằm cơ hai lúa. Nói chung mà ở đây có nhiều loại phụ tùng lắm, nói chung là rất là ok, anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Nhiều bốc chở xe thì quá trời luôn, anh hai lúa có nhiều máy phát điện lắm nha, động cơ dynamo tua bin các loại nha. Bây giờ nó chặt quá không có vô được rồi nha. Đó thì anh hai lúa có rất là nhiều đồ để thanh lý ha. Mua số lượng ít nhiều cũng có hết trơn nha. Phụ tùng nè, máy phát điện nè, máy xăng nè, đó, máy nổ nè, động cơ Isuzu nè, các loại nè, đề nè, dynamo nè, đủ thứ hết trơn luôn. Anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ nha. À, một chiếc đâu có đủ đâu, phải thêm một chiếc nữa ha. Kia là xe của anh Hai Lúa. Đây, đây có cái máy phát điện nè, với mấy cái cuộn dây thủy lực nè. Đó, dây thủy lực này còn rất là mới luôn em, nhìn độ sáng của nó rất là ok luôn. Đây, còn máy phát điện nè, nó hơi cũ cũ thôi nhưng mà xài ok nha, em mua thì có liên hệ. Đây, thấy không, nó chuẩn bị nhắc hàng lên, nói chung là rất là ok luôn, đẹp. Đội xếp dỡ chuyên nghiệp ha. À, ra cái lô này thanh lý kho để nhập về cái lô hàng mới, hàng rất là nhiều luôn cho nên là anh em yên tâm nha. Đó, trong kia đó, hết đường vô rồi anh em ơi. Có đường đâu vô? Thôi thôi thôi, trời ơi. Đây, vô. Ôi. Hay quá rồi. Trời ơi. Chuẩn bị hàng về hả anh? Chuẩn bị về hàng mới hả? Đây đó anh ơi. Anh Hai Lúa. Trời ơi. Quá trời luôn. Đó. Quạt này rất là nhiều luôn nè. Quạt này mấy ông luyện còn không bể mà xài biết nào mới hư. Kiểu như thanh lý đúng không? Thanh lý là nhập về khác đúng không? Đó, anh em cần cái gì cũng có nè. Đề dynamo, cánh quạt hay là động cơ máy nổ gì bao nhiêu luôn, đề cũng có luôn nè, thấy không, càng còi xe đều có hết luôn, nói chung còn rất là nhiều luôn, bu ly đồ ổn áp luôn đó. Còn có tay quay nữa nè, tay quay mà không còn hành lý luôn nè, thấy không, trời ơi, thấy không, tay quay máy còn hành lý đây còn rất là nhiều luôn. Đây nói chung rất là nhiều đồ. Một chiếc thì không có đủ đâu, hai chiếc thì đủ. À, cái gác ổng là cái gác siêu cấp vô địch luôn, cái gác mà để quá trời đồ luôn. Đây có cái thùng xăng nè, đó, cái thùng xăng này xài được thì lấy đi nha, còn rất là nhiều luôn. Ba cánh quạt này làm từ nhựa, nói chung là nhựa gì không biết nhưng mà nó rất là cứng, rất là bền và rất là dai luôn nha. Đây mấy cái gió sò nè, thấy không, rất là ok luôn. Đây là máy phát điện đây. À, hôm nay cũng còn được vài con nha. Đây cái ba lăng máy tấn này. Rồi còn sót lại một con cắt cỏ, con này là chắc Tanaka đúng rồi, Tanaka nè. Rồi phát điện nghe.
phát điện rất là đẹp nha. Con này chưa vệ sinh á, vệ sinh lên cái thì rất là đẹp nha. Đó, cái con phát điện nào rất là ok luôn nè, ổn áp, ngon lành thành đào luôn. Chung là đồ hành lý mà rất là rẻ, cho nên là anh em cứ mạnh dạn alo nha. Đó thì số điện thoại anh hai lúa đằng kia kìa ha, chung mãi có quay mặt trước rồi đó, thấy không? 0903202526 nè, 0903013138 đây nha. Ok luôn, rất là ok. Đây đây đây, keo chiều nay làm việc rất là cực lực luôn. Có anh khẩu chuyên nghiệp rồi, mới nói chuyên nghiệp mà tán đứt bóng của ta luôn. Hành lý dọn kho, hai lúa hành lý dọn kho ha, máy còn rất là nhiều luôn, cho nên có chuyện gì thì cứ liên hệ đi nha. Vào wow, còn máy phát điện đây cực cực nè, thấy không? Đó, EG2000 luôn. Đó, con này cực kỳ đã luôn nha. Đó, ổn áp luôn. Đó, con này lên điện 220 là xài vô tư, ngon lành cành đào luôn. EG2000. Đó, muốn mua gì thì liên hệ hai lúa nha. Rất là nhiều đồ luôn. Rồi, tạm thời vậy thôi nha. Mình sẽ để lại số điện thoại, có gì anh em cứ việc liên hệ nha.